Có hai người bạn ngồi uống nước tại một quán cà phê. Một người học Phật và một người học Kinh Thánh. Hai người bắt đầu thảo luận về vấn đề tôn giáo. Người học Phật nói: Phật là cao nhất, từ trước đến giờ chưa từng có ai giải thoát được như Phật cả. Người học Kinh Thánh đáp: Không, Thiên Chúa mới là cao nhất, bởi vì không có Thiên Chúa, ai tạo ra vũ trụ? Người học Phật nhanh nhẩu đáp lại: Chưa ai nhìn thấy Thiên Chúa cả, nhưng Đức Phật thì rồi, làm sao tin vào ai đó một cách mù quáng khi chưa từng nhìn thấy họ? Người học Kinh Thánh liền đáp: Không, vậy ai đảm bảo lời Đức Phật nói là đúng khi chưa ai thấy Niết Bàn? Hai người bạn tiếp tục giành co tranh đấu với hy vọng tôn giáo của mình là mạnh và đúng nhất, và cuộc nói chuyện dần trở nên gay gắt và căng thẳng. Bỗng nhiên, từ đâu đó có một ông lão đi đến và nói: Hai cậu học đạo gì mà chẳng đều hiểu gì cả, làm sao có thể phân tách một con đường mà đi đến chung một mục đích? Hai người quay ra ngỡ ngàng. Ông cụ nói tiếp: Này cậu học Kinh Thánh, trong sách Roma, Chúa nói: Ai phán xét thì không thể tự chữa mình, vì trong sự đó chính ngươi cáo buộc mình, bởi người phán xét kẻ khác chính là người bị phán xét. Còn cậu học Phật, trong kinh Bát Nhã, chừng nào cậu còn phân biệt giữa mình và người khác thì chừng đó cậu không thể hy vọng được giác ngộ và giải thoát. Hai chàng liếc mắt nhìn nhau và cúi đầu ái ngại. Ông lão nói tiếp: Tất cả các tôn giáo đều hướng về một mục đích là dẫn dắt con người đến với tính thiện. Nhưng chính vì sự hiểu biết không đủ và lòng đố kỵ hẹp hòi, mong cầu thỏa mãn bản thân, nên con người luôn có tính so sánh và phân biệt. Giả sử như Đức Phật và Thiên Chúa có ngồi với nhau, ta cũng chắc chắn rằng họ cũng chỉ mỉm cười và chia sẻ tình yêu thương vô điều kiện, chứ không phải là cuộc tranh chấp về sức mạnh, xem ai hơn ai cả. Còn đối với những người chưa hiểu như chính ta và các cháu, thì việc phán xét và chia rẽ là điều vô nghĩa và không nên làm, vì chính những hành động này sẽ dẫn đến hậu quả không đáng có. Nhỏ thì là tranh cãi, lớn thì là chiến tranh. Suy cho cùng, phân biệt chỉ mang lại đau khổ. Qua câu chuyện trên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Thiên Chúa, Đức Phật và các bậc giác ngộ đã dìu dắt và để lại chân lý cho nhân loại. Tất cả chúng ta đều đang đi trên con đường hoàn thiện bản thân mình. Đừng để sự phán xét hay phân biệt tách rời chúng ta khỏi con đường chân lý. Chỉ khi nào chúng ta coi người khác như chính bản thân mình, thì lúc đó thế giới sẽ có được an vui và bình an thật sự. Tất cả chúng ta đều là một. Xin cầu chúc cho tất cả mọi người bình an và hạnh phúc.